Xin kính chào quý cô, chú, quý anh chị và các bạn đang đón xem Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, ít người biết được rằng màu sơn nhà có thể giúp cho gia chủ tránh được rủi ro, vận hạn và thu hút tài lộc giàu lên nhanh chóng. Vì vậy, nhu cầu có được màu sơn nhà đẹp, đúng phong thủy và ý nghĩa chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là vào mùa cao điểm khi mà thị trường xây dựng nhà ở liên tục cập nhật những phong cách và xu hướng mới. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một số thông tin về xu hướng chọn màu sơn nhà hợp với phong thủy. Việc chọn sơn nhà đúng phong thủy là điều được nhiều người quan tâm bởi màu sơn không những tạo nên một không gian sinh hoạt với sở thích của bạn mà yếu tố phong thủy còn mang lại may mắn và tài lộc. Chọn màu sơn nhà có phong thủy tốt phải đảm bảo về các yếu tố sau đây: màu sơn hài hòa với hướng khí hậu, chọn màu sơn hợp với hướng nhà, chọn màu sơn nhà theo mệnh. Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Chọn màu sơn nhà theo đặc điểm khí hậu. Ít ai biết rằng đặc điểm địa lý và khí hậu nơi bạn đang sinh sống là một điều không thể không quan tâm khi tiến hành chọn màu sơn nhà. Khí hậu Việt Nam thì mang tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa, nóng và ẩm hầu như là quanh năm. Riêng miền Bắc thì có một mùa đông lạnh. Chính vì vậy, sự khác nhau nói chung của khí hậu trong mỗi căn nhà thường phụ thuộc lớn vào hướng nhà. Nhà hướng Nam, Tây Nam, Đông Nam phù hợp với mọi loại màu sắc vì đây là nơi có khí hậu thuận lợi mát mẻ quanh năm. Nhà hướng Bắc, Đông Bắc, Chính Bắc, xây nhà ở hướng này thì thường hứng chịu không khí lạnh nhiều hơn, nhất là với những gia đình ở miền Bắc. Vì vậy, màu sắc lựa chọn tốt nhất nên là những gam màu sáng và ấm áp như là vàng, hồng, đỏ gạch. Nhà hướng Tây, Chính Tây và Tây Bắc, do tính chất mặt trời mọc đằng đông lặn đằng Tây nên từ giữa trưa trở đi thì những nhà ở hướng Tây sẽ khá nóng khi bức xạ mặt trời cao nhất vào lúc này. Vì vậy, gia chủ nên chọn màu sơn thường gồm những màu mát mẻ như trắng sữa, xanh da trời, xanh lá cây nhằm làm mát cho cả ngôi nhà. Chọn màu sơn nhà phù hợp với mệnh. Theo quan niệm trong phong thủy, lựa chọn màu sơn nhà hợp với phong thủy sẽ hóa giải những điều không tốt đẹp, mang đến may mắn, tài lộc cho cả gia đình. Vì thế, theo ngũ hành tương sinh tương khắc, mỗi mệnh sẽ phù hợp với những loại màu sắc khác nhau. Đây chính là cơ sở để các gia chủ lựa chọn màu sơn nhà hợp với phong thủy cho riêng mình. Mệnh của mỗi người được dựa trên ngũ hành bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và tồn tại theo quy luật tự nhiên có tương sinh và tương khắc. Màu sắc cũng có tồn tại và chuyển đổi liên quan đến ngũ hành, mỗi hành tương ứng với một màu sắc. Cách chọn sơn nhà cho người mệnh kim. Về bản chất, mệnh kim trong phong thủy có nghĩa là kim loại. Đặc tính kim loại thường có màu sáng trắng, ví dụ như là bạc, sắt trắng, vàng. Như vậy, đại diện mệnh kim sẽ là các màu sáng và màu trắng như là màu sơn vàng chanh, trắng, màu bạc, màu trắng, màu vàng kim, màu vàng xám, màu xanh nhạt hoặc là các màu có ánh kim loại. Nếu sử dụng gam màu này làm màu chủ đạo trong nhà, về lâu dài sẽ có lợi cho cuộc sống và sự nghiệp của người mệnh kim. Xét theo khía cạnh âm dương thì màu vàng thuộc hành dương, màu động viên hợp với những không gian sinh hoạt chung đông người như là phòng khách, phòng bếp, cầu thang, hành lang, văn phòng, các công ty hay là nhà văn hóa tập thể. Cần phải lưu ý chính là tuy sử dụng màu vàng làm tông chính nhưng không đồng nghĩa với việc phải sử dụng quá nhiều màu vàng. Một ngôi nhà được đánh giá là có phong thủy tốt phải có sự hài hòa giữa màu sơn và màu nội thất. Các đồ vật được bài trí một cách hợp lý và có sự cân bằng trong không gian sử dụng. Có nghĩa là không nên sử dụng nhiều màu sắc quá nóng hay là nhiều màu sắc quá lạnh. Bên cạnh màu vàng trắng chính là màu sắc cơ bản của mệnh kim, nên những người có mệnh này có thể sử dụng màu trắng làm gam màu chính cho các vật dụng bên trong nhà. Để có một cái nhìn tươi mới hơn thì một không gian màu trắng được bài trí ở phòng bếp hay là phòng tắm sẽ khiến bạn cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn rất nhiều. Người mệnh kim thường có tính cách giỏi sắp xếp, ý chí quyết đoán, kiên định, luôn có thái độ tập trung vào mục tiêu của mình. Đây cũng là người biết nhìn xa trông rộng. Do đó, khi chọn màu sơn cho ngôi nhà của mình thì gia chủ mệnh kim nên lựa chọn các gam màu vàng nhẹ nhàng, ánh kim, màu sáng. Cách chọn sơn nhà cho người mệnh mộc. Màu xanh lá cây được biết đến là một gam màu tươi tắn, tràn đầy sức sống và đây cũng đồng thời là màu chủ đạo mà các gia chủ mệnh mộc nên lấy để sơn nhà. Tại sao lại như vậy? Vì màu xanh đại diện cho một sức sống bền vững luôn vươn đến phía trước và đó cũng như là những đức tính tốt và nổi bật nhất ở những con người mang mệnh mộc. Bên cạnh đó thì việc sử dụng màu xanh khi sơn nhà sẽ có tác động rất lớn đến sức khỏe, đồng thời với màu sắc gần gũi với thiên nhiên xanh lá cây sẽ đem lại cảm giác sảng khoái, tươi mát và thư giãn cho người mệnh mộc.
Màu xanh lá cây quyết định chọn màu sơn nhà cho người mệnh mộc đúng đắn nhất. Nhưng để đem lại một tác dụng phong thủy tuyệt đối thì màu xanh lá cây nên được sơn ở phòng khách, đồng thời kết hợp với một số màu của mệnh thủy như là màu xanh lam, đen cho các chi tiết trang trí trong phòng. Người mệnh mộc có tính cách tốt với khả năng quyết định nhanh chóng. Đây là kiểu người có lý tưởng, sáng tạo, chủ động và có tính cạnh tranh cao. Khi lựa chọn màu sơn cho ngôi nhà, gia chủ mệnh mộc rất hợp với những màu xanh lá, xanh cốm, xanh bạc hà, nên sử dụng màu xanh dương làm tông màu chủ đạo. Tuy nhiên lại không nên chỉ sử dụng màu xanh dương, nên kết hợp màu sắc này với những màu khác như là màu xanh lục của lá cây sẽ khiến cho không gian như hòa vào với thiên nhiên, tạo được cảm giác thoải mái, mát mẻ và sảng khoái. Cách chọn sơn nhà cho người mệnh thủy. Người mệnh thủy có tính cách giao tiếp tốt, năng khiếu ngoại giao, có tài thuyết phục người nghe, trực giác tốt và rất giỏi thương lượng. Do đó, các màu gam lạnh như là xanh nước biển, xanh thẫm, màu trắng, xanh min da trời rất hợp cho gia chủ mệnh thủy lựa chọn để sơn cho ngôi nhà của gia đình mình. Nếu sử dụng các tông màu này trong nhà với xanh dương hay là trắng là màu chủ đạo thì về lâu dài sẽ có cơ hội cho cuộc sống cũng như là sự nghiệp của người mệnh thủy, đồng thời còn tạo cảm giác thư thái, thoải mái nhất cho chủ nhà và các thành viên khác trong gia đình mình. Cách chọn sơn nhà cho người mệnh hỏa. Những chủ nhà mang mệnh hỏa khi chọn màu sơn cho ngôi nhà của họ thì nên chọn theo hai cách như sau. Chọn màu tương sinh, màu xanh lá và màu tương hợp với bản mệnh là màu đỏ, hồng, cam, tím. Tránh các màu thuộc hành thủy là đen, xanh nước biển, xanh dương. Các màu thuộc hành hỏa như là màu đỏ, hồng, tím, cam là những gam màu nóng. Vì thế khi sơn nhà bạn nên tiết chế chúng với mật độ vừa phải, không nên quá lạm dụng sẽ gây ra cảm giác nhức mắt. Thay vào đó thì bạn có thể sử dụng những gam màu nhạt hơn là xám đỏ, hồng nhạt, tím nhạt, cam nhạt cho những bức tường lớn. Còn những gam màu mạnh chỉ nên nhấn vào những chi tiết nhỏ trong ngôi nhà hay là căn phòng của bạn. Người mệnh hỏa khi lựa chọn màu sơn, gia chủ có thể chọn các màu như là màu xanh lá, màu tương sinh, màu đỏ, hồng tím, nâu, cam, hồng cam, màu tương hợp. Đây là những màu hợp với người mệnh hỏa có tính cách đam mê, nhiệt huyết, kiên cường và mạnh mẽ. Tông màu nâu, vàng đất, vàng thổ là màu sắc đại diện cho người mệnh thổ. Màu sắc này thể hiện sự hài hòa, mạnh mẽ và chắc chắn, tạo ra khả năng bảo vệ cho bạn, tránh khỏi những điều xui xẻo tai ương, đồng thời có thể tiếp sức cho bạn những thành công. Bên cạnh đó thì những gam màu tối như là màu của đất còn mang ý nghĩa sự trường tồn, tượng trưng cho thời gian. Có thể nói người mạng thổ có khá nhiều sự lựa chọn màu sơn cũng như là các vật liệu khi mà chúng ta đều được làm từ đất. Ngoài ra thì họ còn rất hợp với màu đỏ, màu của lửa. Tuy nhiên thì theo quan điểm âm dương ngũ hành, bạn cũng không nên lạm dụng quá nhiều màu đỏ vì đây là màu mang năng lượng rất mạnh. Nếu dùng nhiều có thể ảnh hưởng đến năng lượng của chính bạn. Hãy phối hợp sắc vàng hay là nâu đất với các màu sắc nhẹ nhàng khác của hành hỏa như là hồng, cam, tím sẽ mang lại sự dung hòa và có tác dụng cao hơn. Cách chọn sơn nhà cho người mệnh thổ. Màu sơn hợp với những người mệnh thổ là màu vàng nâu, vàng nhạt, nâu. Gia chủ nên lựa chọn những màu này để mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình. Từ đó, cách chọn sơn màu nhà hợp với phong thủy như sau. Mệnh kim nên sử dụng sơn màu trắng hoặc là sơn màu vàng, ánh bạc, không chọn màu đỏ. Mệnh mộc, sơn màu xanh hoặc màu đen, không chọn màu trắng, vàng. Mệnh thủy nên chọn màu sơn đen, xanh lam, tím, không nên chọn màu nâu, vàng đất. Mệnh hỏa nên sơn màu hồng, màu da cam, màu đỏ, không nên sơn màu xanh dương. Mệnh thổ, sơn màu vàng đất, màu nâu hay là màu vàng xám, không dùng màu xanh lá. Chọn màu sơn tường theo hướng nhà, phong thủy. Trong quan niệm về phong thủy, hướng nhà mang những ý nghĩa khác nhau nên việc lựa chọn màu sơn nhà hợp với phong thủy cũng cần phải đảm bảo yếu tố hợp với hướng nhà. Cách lựa chọn như sau. Hướng đông, chọn sơn nhà màu xanh lá cây. Đây là màu tượng trưng cho mùa xuân khi cây cối đâm chồi nảy lộc, cũng mang ý nghĩa mang tài lộc vào nhà. Bên cạnh đó thì khi sơn màu này, bạn nên đặt trong nhà chậu cây cảnh hoặc là cây già để mang lại cảm giác tươi sáng, thu hút được dòng tiền bạc luân chuyển thuận lợi nhất. Hướng tây, chọn sơn nhà màu trắng, trắng sữa. Đây là những màu mang lại ánh sáng và không khí ấm áp. Ngoài ra thì có thể chọn những gam màu nhạt như là hồng phớt, xanh nhạt cho cảm giác dễ chịu cho người sinh sống trong ngôi nhà.
hướng nam, chọn sơn tường màu đỏ hồng. Màu đỏ trong căn nhà hướng nam mang lại tài lộc, còn màu hồng thì tạo cảm giác ấm áp. Bạn cũng nên dùng những màu này với các món đồ trang trí nội thất trong căn nhà như là thảm, giấy dán tường. Hướng bắc, màu sơn nhà phù hợp nhất là xanh dương, màu ghi hay là màu xám. Những màu này cũng rất tốt với những góc hướng đông nam và bắc nói chung của bất cứ căn phòng nào. Khi sơn nhà thì dựa vào các yếu tố hướng của khí hậu, hướng phong thủy và mệnh ngũ hành nêu trên mà bạn có thể phân bổ được màu sắc sơn tường cho hợp lý. Ví dụ với căn phòng ngủ của vợ chồng thì sơn màu hợp mệnh của chồng, sơn tường phòng khách, phòng của con cái thì lại có màu khác nhau. Không nên lạm dụng một màu quá nhiều, có thể dẫn đến phản tác dụng. Chú ý chọn màu sắc hợp với mái nhà. Trước tiên thì nên lựa chọn màu sắc cho tổng thể ngôi nhà, sau đó là tìm mái phù hợp với màu sơn. Thường thì với những ngôi nhà gam màu tối, chọn mái cùng tông màu nhưng nhạt hơn hoặc là ngược lại sẽ giúp nổi bật ngôi nhà. Ở những khu vực nóng thì nên lựa chọn mái nhà có màu sáng, mái ngói hoặc là kim loại. Còn ở khu vực lạnh hơn thì chọn mái tối hoặc là bằng ván lợp. Chọn màu sơn theo từng khu vực. Đối với những ngôi nhà thiết kế theo phong cách hiện đại để tạo sự hài hòa và điểm nhấn riêng, người ta thường chọn kết hợp từ 2 đến 3 màu sắc khác nhau. Bạn có thể lựa chọn kết hợp màu sơn theo các nguyên tắc như sau. Đối với phòng khách, bạn nên chọn màu tương sinh với mệnh của gia chủ, chủ hộ. Chọn các màu làm điểm nhấn cho căn nhà thông qua đồ nội thất trang trí cũng cần tương sinh với mệnh của các thành viên trong gia đình. Điều này không chỉ giúp cho bạn mà tất cả các thành viên trong gia đình đều gặp nhiều thuận lợi. Với phòng ngủ của hai vợ chồng nên tương hợp với mệnh của cả hai. Nếu không thể tìm được điểm tương đồng giữa hai mệnh, bạn có thể lựa chọn cả hai màu sắc để kết hợp sơn trong phòng ngủ. Với phòng của các con thì màu của phòng các con nên hợp với mệnh của cả chủ nhà và con, không tương khắc với gia chủ để hòa hợp tính khí, sức khỏe và đường công danh. Phòng tắm và nhà bếp. Với hai khu vực này thì bạn có thể lựa chọn tông màu mà mình yêu thích, nhưng cần phải chú ý không được quá tương khắc với mệnh của gia chủ. Với phòng ngủ, bạn có thể chọn những màu sắc tạo cảm giác yên bình, nhẹ nhàng như là xanh lam, xanh da trời, màu hồng, cho sáng. Với khu vực bếp và bàn ăn thì có thể lựa chọn các màu vui tươi, khỏe khoắn, tạo hưng phấn cho người nội trợ, cũng giúp cho cả nhà cảm thấy ăn ngon miệng hơn như là màu xanh lá, vàng nhạt, trắng kem, ánh bạc. Những lưu ý khi chọn màu sơn tường nhà bên ngoài. Bên cạnh việc lựa chọn màu sơn tường bên ngoài nhà theo phong thủy thì bạn cũng cần chú ý đến hướng của ngôi nhà, vị trí, địa lý cũng như là màu sắc mái hiên để trang trí ngoại thất được hài hòa hơn. Lựa chọn màu sắc theo vị trí địa lý. Nếu bạn ở khu vực thành phố thì nên chọn những màu sắc hơi hướng hiện đại hơn, như việc chọn tông màu nhạt hoặc là phá cách với các điểm nhấn màu sắc ở lan can hay là ban công, chân tường. Còn nếu ở khu vực nông thôn, có thể bạn sẽ yêu thích những màu sắc tự nhiên như là xanh, đỏ tía. Lựa chọn màu sắc theo hướng nhà. Đối với những ngôi nhà ở hướng nam có thể phù hợp với mọi loại màu sắc vì hướng nhà này thuận lợi về mặt khí hậu, mát mẻ quanh năm. Những ngôi nhà ở hướng bắc, khu vực này thường hứng chịu không khí lạnh nhiều hơn, vì vậy tốt nhất nên lựa chọn những gam màu sáng như là vàng hay là đỏ gạch. Ngôi nhà ở hướng tây hoặc là đông, với tính chất mặt trời mọc hướng đông và lặn hướng tây nên sẽ có nửa ngày chịu ảnh hưởng từ bức xạ mặt trời. Vì thế gia chủ nên lựa chọn những màu sắc mát mẻ như là trắng sữa, xám tro để làm mát cho ngôi nhà. Quý vị và các bạn thân mến, xây nhà là chuyện trọng đại của mỗi gia đình. Một ngôi nhà đẹp khi bạn chọn được màu sơn đẹp và loại sơn chất lượng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn màu sơn phù hợp với phong thủy còn giúp bạn an tâm hơn, hài lòng hơn, cũng như là mang đến nhiều phúc khí cho cả nhà. Chúc cho quý anh chị chọn được màu sơn nhà chuẩn phong thủy, hợp mệnh, mang lại sức khỏe, may mắn, tài lộc cho gia chủ trong công việc và cuộc sống. Nếu như đây là lần đầu tiên quý vị theo dõi kênh YouTube của chúng tôi thì hãy bấm đăng ký ngay, nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất về tử vi và phong thủy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau.